thì có tí khói chứ chả sao cả. Anh em nên thử. Ok bác rất là vui tính. Nghịch âm dương, nhạc ra như nghẹt mũi nhé. Ok rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái clip phần thứ hai của cái việc là câu chuyện là cắm nghịch chiều âm dương thì nó sẽ như thế nào. À, hiện tại thì như anh em đang nhìn thấy ở đây nhá, hiện tại thì cái vế loa này của hiện tại cái vế loa bên phải này mình đang cắm ngược này. Vế loa hiện tại vẫn đang cắm ngược nhá, đỏ vào đen, đen vào đỏ nhá, và bây giờ sẽ play lại nhá. Đấy nhá. Ok mày. Bây giờ cái vế loa còn lại này, bây giờ sẽ cắm đúng chiều đen. Như anh em mà còn vừa comment này vừa là bảo là bốc khói không sao đâu, thì ok, thực sự là không có vấn đề gì đâu nhá. Cắm ngược chiều âm dương, với trường hợp là cắm một loa chất âm thanh vẫn ra bình thường, không có vấn đề xảy ra. Nhưng nếu mà khi mà chúng ta dùng cắm nhiều loa và chúng ta cắm ngược âm dương thì sẽ như nào? Bây giờ cái loa còn lại này mình sẽ cắm là đúng chiều âm dương nhá. Loa còn lại cắm đúng chiều âm dương này. Đấy, còn loa bên kia là cắm ngược chiều âm dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại chất tiếng này. Rồi, ok. Về cơ bản ấy thì anh em khi mà nghe qua clip thì anh em sẽ không nghe, không cảm nhận được sự khác biệt đâu. Nhưng nếu khi mà chúng ta cắm như thế này ấy, mà chúng ta cắm nhiều loa mà cắm ngược chiều âm dương này, thì về cơ bản là nó sẽ bị ngược pha lẫn nhau và nó sẽ bị triệt tiêu cái tiếng bát. Nó sẽ bị triệt tiêu cái tiếng bát của hai loa. Cho nên là khi mà chúng ta đấu một loa thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu đấu nhiều loa thì bắt buộc là nhà sản xuất đã quy định là chúng ta cắm đúng chiều âm dương để nó đảm bảo là không bị ngược pha và không bị triệt tiêu cái tiếng bát khác nhau. Cho nên anh em lưu ý nhé. Và thực ra là và nếu như có trường hợp nếu có cắm nhầm thì cũng không có vấn đề gì phải lăn tăn quá đâu, mà chúng ta cắm cho nó chuẩn lại để âm thanh nó ra được một cách chính xác và một cách nét nhất, chắc chắn nhất, tiếng bát nó ra lực nhất là ok anh em nhé. Ok, bắt đầu. Lấy nhạc luôn, quay.